Moscow bị máy bay không người lái tấn công, nhiều người sơ tán. Kiev bị tập kích dồn dập, Ukraine ấn định phản công. Phát hiện một lực lượng đặc biệt ở Ukraine giống Siêu đang âm thầm chỉ huy trận chiến mở ám chống Nga. Trung Quốc từ chối tổ chức cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Triều Tiên tuyên bố phóng vệ tinh so thám hoạt động quân sự Mỹ vào tháng 6. Kính chào quý vị đang theo dõi Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh youtube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Mở đầu với một thông tin nóng, theo thị trường Moscow, Sergei Sobyanin cho biết, hai máy bay không người lái đã tấn công thủ đô Nga vào sáng 30 tháng 5, làm hư hại một số tòa nhà tại đây. Ông Sobianin đã ra lệnh sơ tán cư dân khỏi hai khu trung cư bị nhắm mục tiêu, theo một số tin nhắn được đăng trên Telegram. Các quan chức khẩn cấp nói với Novosti rằng hai máy bay không người lái đã tấn công các tòa nhà dân cư. Cụ thể, vụ việc xảy ra trên phố Prosozunezja và vụ việc tiếp theo xảy ra trên phố Alasova, thuộc quận Novaya, Moscow. Tuy nhiên, không có ai bị thương trong các vụ tấn công trên. Thống đốc vùng Moscow Andrei Vorobyov đã viết trên Telegram rằng một số máy bay không người lái đã bị lực lượng phòng công bắn hạ khi chúng đang bay về phía thành phố. Kênh Telegram Short đã đăng một video chưa được xác minh về hình ảnh phá hủy một máy bay không người lái giữa không trung. Ngoài ra, phóng viên của Sputnik tại Krasnogorsk, Pasin Poma đã nghe thấy một tiếng động lớn như tiếng nổ. Thị trường Moscow Sergei Sobyanin kêu gọi người dân chỉ tin vào các nguồn chính thức và không phổ biến thông tin chưa được kiểm chứng. Ông nhấn mạnh rằng tất cả các cơ quan phản ứng nhanh đều có mặt tại hiện trường xảy ra sự cố và không có thương tích nghiêm trọng nào do cuộc tấn công của máy bay không người lái. Chính quyền quận Tây Nam Moscow thông tin tới Sputnik, các cư dân ở ba lối vào của ngôi nhà trên đường Porosuznaya đã được sơ tán. Vụ tấn công xảy ra sau khi hai máy bay không người lái của Ukraine cố gắng tấn công địa Kremlin vào đầu tháng này nhưng không thành công. Moscow cáo buộc Kiev âm mưu ám sát ông Putin và thề sẽ trả đũa. Kiev phủ nhận trách nhiệm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, chúng tôi không tấn công Putin hay Moscow. Dạng sáng 30 tháng 5, có báo động lại tiếp tục vang lên ở Kiev và một số khu vực khác của Ukraine. Như vậy, Nga đã thực hiện cuộc tấn công thứ ba vào thủ đô của Ukraine. Theo nhận định, đây có thể là chiến thuật mới của Moscow nhằm cản trở Ukraine phản công. Guardian dẫn lời thị trường Kiev, Vitaly Klitschko thông báo trên Telegram kêu gọi, một cuộc tấn công lớn nữa đừng rời khỏi nơi trú ẩn. Chính quyền quân sự Kiev cũng cho biết, trong vòng 24 giờ qua, đối phương đã thực hiện 3 cuộc tấn công vào thành phố. Đối phương liên tục thay đổi vũ khí tấn công sau kết hợp tên lửa UAV, đến tên lửa đạn đạo, đến chỉ dùng UAV. Theo chính quyền Kiev, trong đợt tấn công mới, Nga sử dụng khoảng 20 UAV tự sát. Giới chức Kiev cho hay, các hệ thống phòng công trong thành phố đã đánh chặn loạt UAV tự sát của Nga. Các mảnh vỡ rơi xuống vài quận của thành phố gây hỏa hoạn tại một tòa nhà cao tầng và một nhà dân. Ông Klitschko cho biết, ở quận Holosyipki, hỏa hoạn xảy ra tại một tòa nhà cao tầng do so các mảnh vỡ UAV. Lực lượng cứu hộ đã sơ tán khoảng 20 người khỏi tòa nhà. Một người đã thiệt mạng, một người bị thương và nhập viện. Hai người được sơ cứu tại hiện trường. Một số ô tô ở quận Podiski cũng bị bốc cháy. Theo ông Kalisco lực lượng cứu hộ đã được điều động đến Podiski. Đây là vụ tấn công thứ 17 của Nga nhằm vào thủ đô Kyiv trong vòng một tháng trở lại đây. Theo giới chức Ukraine, kể từ đầu tháng này, Moscow tăng tần suất tập kích Kyiv bằng nhiều vũ khí khác nhau, bao gồm cả tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, UAV từ nhiều hướng gần như cùng một lúc. Trong đó, một cuộc tấn công diễn ra vào giữa ban ngày hôm 29 tháng 5. Đối phương đã thay đổi chiến thuật, sau một thời gian dài chỉ tập kích vào ban đêm. Giờ đây họ tấn công thành phố vào ban ngày người phát ngôn không quân Ukraine Yuri Inat nói. Kiev nhận định, chiến thuật trên của Nga nhằm gây tâm lý hoang mang và làm suy yếu năng lực phòng không của Ukraine trước kế hoạch phản công tiềm tàng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó một ngày cũng tuyên bố quân đội nước này đã ấn định thời gian cho chiến dịch phản công. Theo đó, ông Zelensky cho biết, Tổng tư lệnh và chỉ huy các quân khu đã báo cáo tình hình, không chỉ về nguồn cung đạn dược, tiến độ huấn luyện cho các lữ đoàn mới, các chiến thuật mới mà cả thời gian phản công. Thời điểm phản công là quan trọng nhất. Chúng tôi đã ra quyết định, tuy nhiên ông không hé lộ thêm về kế hoạch phản công. Trước đó, ông nói rằng Ukraine sẽ phát động tấn công ngay khi có đủ vũ khí mà các đồng minh, đối tác phương Tây đã cam kết. Thời điểm có thể tùy thuộc vào thời tiết. Ông nhấn mạnh, chỉ cần giành lại bất kỳ vùng lãnh thổ nào Nga kiểm soát đều coi là thành công. Truyền thông Nga nhận định, các địa điểm Ukraine tiến hành phản công có thể bao gồm Kherson, Lugansk hoặc Zaporizhia. Ngoài ra Kyiv cũng có thể cân nhắc tập kích các vùng biên giới Nga từ Kursk, Bryansk và Belgorod. Tiếp tục cập nhật tiến độ của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết đã phá hủy thêm loạt kho đạn và đánh chặn ba tên lửa Storm Shadow của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang Nga cũng đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa có độ chính xác cao nhằm vào các mục tiêu của đối phương tại các sân bay. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đã bị vô hiệu hóa. Kết quả là các sở chỉ huy và trạm radar của lực lượng vũ trang Ukraine cũng như máy bay và kho vũ khí của họ bị trúng hỏa lực. Ở hướng Kupyansk, các cuộc tấn công cụm lực lượng Zapat Nga đã vô hiệu hóa các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine gần Novolimsk, Kislovka, Kluskovka, vùng Kharkov, và Steman thuộc Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng. Hành động của hai nhóm tấn công và trinh sát Ukraine đã bị chấn áp tại Sinkoka, vùng Kharkov, và Rozoka, vùng Lugansk. Tại hướng này, Ukraine mất 65 quân, 3 phương tiện cơ giới, pháo D-20 và D-30. Theo hướng Krasny các cuộc tấn công của Nga đã nhắm vào các đơn vị Ukraine gần Makivka, Chevonaya, Dibrova thuộc Lugansk và Grigorovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Tổn thất của Ukraina ở đây là 55 quân nhân, 2 xe bán tải, 1 khẩu lựu pháo D20 và 1 hệ thống phá tự hành Coverdika. Ở hướng Donetsk, do hành động mạnh mẽ của lực lượng giúp Nga, Ukraina mất 145 quân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải và 1 lựu pháo D30. Một radar tác chiến phản pháo ANTPQ50 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy gần Oloka thuộc Donetsk. Hai kho đạn của lữ đoàn đổ bộ đường không số 79 của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy gần Masimyanoa, thuộc Donetsk. Ở hướng Nam Donetsk và Zaporizhia, các cuộc tấn công do hàng không và pháo binh của cụm lực lượng Vostok Nga đã vô hiệu hóa các đơn vị Ukraine gần Uleda ở Donetsk, Malinovka, Belogori và Kamenskoya, vùng Zaporizhia. Tổn thất của Ukraine tại các hướng này là 140 quân nhân. 10 xe cơ giới và hai khẩu pháo D-30. Một kho đạn cũng đã bị phá hủy gần Ochanoya thuộc Donetsk. Ở hướng Kherson, thiệt hại của Ukraine là 20 quân nhân, 3 xe bán tải, một khẩu lựu pháo D-20 và hai hệ thống pháo tự hành Kvostika. Các lực lượng Nga đã giao chiến với 87 đơn vị pháo binh Ukraine cùng nhân lực và khí tải của họ tại 124 khu vực trong một ngày một kho chứa vũ khí và thiết bị quân sự của Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ 126 thuộc lực lượng Ukraine đã bị tấn công gần Berislav. Ngoài ra, một sở chỉ huy, quan sát và một kho vũ khí tên lửa, pháo binh của Lữ đoàn cơ giới số 110 của lực lượng Ukraine đã bị tấn công gần Abdika. Lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 3 tên lửa hành trình Storm Shadow và 13 quả đạn phóng từ hệ thống HIMARS. 14 UAV Ukraine đã bị Nga bắn hạ gần VK Kamenka Novo Dtresker, Brestchnoya thuộc Lugansk, Jasnoya thuộc Donetsk, Vasilyevka, Lyubimka và Konstantinovka, vùng Zaporizhia. Một trận chiến thầm lặng nhưng dữ dội đang diễn ra gần Kherson, nơi Ukraine chiếm lại từ Nga vào năm ngoái. Một đơn vị giống như nhóm phát triển chiến tranh đặc biệt hải quân Mỹ, SIG, đang chỉ huy trận chiến mờ ám của Ukraine chống lại Nga. Mặc dù Bakhmut và cuộc giao tranh ở Donbass chiếm ưu thế trên các mặt báo, vẫn có những cuộc giao tranh dữ dội nhưng rời rạc xung quanh thành phố Kherson ở miền nam Ukraine. Vào tháng 11, việc giải phóng bờ Tây của Kherson và thủ phủ của tỉnh Kherson đã đưa quân đội Ukraine vào tầm với các vị trí của Nga bên kia sông. Hiện nay, hai bên đang giao chiến trong một trận chiến chết người ở các đảo, đầm lầy và vịnh nhỏ của đồng bằng Đơ Nhép. Đối với Ukraine, Trung tâm Hoạt động Đặc biệt Hải quân 73 một đơn vị bí mật giống như SEAL đang dẫn đầu cuộc chiến mở ám chống lại Nga. Trong nhiều tháng nay, các lực lượng hoạt động đặc biệt của Ukraine, bao gồm cả người nhái của Trung tâm Hoạt động Đặc biệt Hải quân số 73, đã tiến hành các cuộc tấn công ven sông nhằm vào các vị trí của Nga dọc theo sông Donetsk. Các cuộc tấn công của Ukraine giúp làm hao mòn các lực lượng đó, nhưng lực lượng Nga không đơn giản. Đơn vị được cấu trúc gần giống như một đội siêu hải quân Mỹ và có trụ sở tại Mykolaiv Oblast, ngay phía tây của Kherson. Lực lượng này bao gồm 4 phần, dành riêng cho việc phá hủy dưới nước, cho thợ lặn giả phá bom mìn, cho trinh sát và cho hỗ trợ hậu cần. Đơn vị có khả năng có vài chục nhà khai thác đặc biệt. Trong cuộc phỏng vấn với tờ chơn Inbo của Hàn Quốc vào ngày 30 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ biết ơn đối với cam kết của Seoul về cung cấp thiết bị giả phá bom mìn và viện trợ nhân đạo tổng trị giá khoảng 230 triệu đô la Mỹ Tuy nhiên ông cho biết Ukraine muốn có hệ thống phòng không và cảnh báo sớm. Tổng thống Ukraine bày tỏ: "Tôi biết có nhiều hạn chế liên quan hỗ trợ vũ khí, nhưng những nguyên tắc đó không nên áp dụng cho các hệ thống phòng thủ và thiết bị nhằm bảo vệ tài sản của chúng tôi." Ông nhấn mạnh: "Hệ thống phòng không không phải vũ khí mà hoàn toàn là thiết bị phòng thủ. Chúng tôi phải có lá chắn bầu trời để tái thiết Ukraine và tôi rất hy vọng Hàn Quốc sẽ hỗ trợ." theo ông hệ thống cảnh báo sớm của hàn quốc sẽ giúp bảo vệ ukraine khỏi các cuộc không kích của nga hàn quốc là đồng minh của mỹ và cũng là nhà xuất khẩu vũ khí lớn tuy nhiên bất chấp áp lực từ mỹ và châu âu hàn quốc cho đến nay vẫn bác khả năng viện trợ vũ khí sát thương cho ukraine viện dẫn quan hệ kinh doanh với nga và ảnh hưởng của moscow đối với triều tiên hàn quốc cũng nhiều lần khẳng định chính sách không cung cấp vũ khí cho các quốc gia đang xảy ra xung đột một con cá voi trắng với chiếc vòng đeo cổ bí ẩn mới đây đã được phát hiện ở vùng biển Thụy Điển. Theo các chuyên gia hải dương học cho biết, đây chính là con cá voi trắng được coi là đặc vụ của Nga, xuất hiện tại Na Uy cách đây 4 năm. Theo Insider, vào năm 2019, con cá voi trắng này được phát hiện bởi các ngư dân địa phương, sau đó chuyển giao cho Tổng cục Thủy sản Na Uy. Tại đây, các nhà nghiên cứu đã tháo chiếc vòng đeo cổ của con cá voi để lộ dòng chữ thiết bị Saint Petersburg, ám chỉ nó thuộc về Nga. Ngoài ra, chiếc vòng đeo cổ này cũng có một giá đỡ để gắn camera. Nhà hải dương học Jürgen Rewitt nói với CNN năm 2019 rằng, con cá voi trắng không hề xa lạ với con người. Hải quân Nga cũng được biết tới với việc huấn luyện cá voi trắng để thực hiện các nhiệm vụ quân sự. Vào thời chiến tranh lạnh, cá voi trắng được dùng để canh gác doanh trại hải quân, tìm kiếm ngư lôi và trợ giúp các thợ lặn. Các nhà nghiên cứu không lý giải được nguyên nhân con cá voi trắng xuất hiện tại Na Uy và đã trả tự do cho nó. Sau khi được thả, con cá voi dành khoảng 3 năm để di chuyển chậm ở vùng biển phía nam Na Uy, rồi đột ngột tăng tốc trong vài tháng gần đây để tới vùng biển Thụy Điển. Cũng theo ông Stjen, con cá voi trắng này khoảng 13 đến 14 tuổi, độ tuổi thích hợp để tìm bạn đời. Tuy vậy quần thể cá voi trắng ở gần nó nhất là ở quần đảo Svalbard phía bắc Na Uy. Trung Quốc vừa từ chối đề nghị của Mỹ về việc tổ chức cuộc họp giữa hai bộ trưởng quốc phòng bên lề diễn đàn an ninh thường niên Shangri-La ở Singapore vào cuối tuần này. Theo báo Wall Street Journal dẫn thông cáo của Lầu Năm Góc cho biết, quân đội Trung Quốc đã thông báo với phía Mỹ rằng họ từ chối lời đề nghị hồi đầu tháng 5 của chúng tôi về tổ chức cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và người đồng cấp Lý Thượng Phúc tại Singapore vào cuối tuần này. Bắc Kinh hiện chưa bình luận về thông tin trên. Tuần trước, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby nói rằng, Bộ Quốc phòng Mỹ đang trao đổi để có thể tổ chức cuộc họp giữa hai lãnh đạo quốc phòng Mỹ-Trung. Tuy nhiên, ông Eli Ratner, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, hôm 25 tháng 5 cho biết, những nỗ lực của lầu năm góc nhằm tiếp cận quân đội Trung Quốc những tháng gần đây đều bị từ chối hoặc vớt lờ. Lần gần đây nhất Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc đàm phán là bên lề hội nghị ASEAN ở Campuchia hồi tháng 11 năm ngoái. Nhà chức trách Triều Tiên vừa thông báo, nước này sẽ phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên vào tháng 6 để giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ. Trong tuyên bố được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải vào hôm 30 tháng 5, Ri Pyong Cho, phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Triều Tiên, đã lên án các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc là sự thể hiện công khai tham vọng gây hấn liều lĩnh. Theo Reuters, các lực lượng Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành nhiều hoạt động diễn tập quân sự khác nhau trong những tháng gần đây, bao gồm cả cuộc tập trận bắn đạn thật chung lớn nhất hồi tuần trước, sau khi thu hẹp quy mô các sự kiện tương tự trước đó trong bối cảnh phòng chống COVID-19 và hy vọng về các nỗ lực ngoại giao với triều tiên ông ri tuyên bố những động thái trên của seoul và washington đã buộc bình nhưỡng phải triển khai phương tiện có khả năng thu thập thông tin về các hành động quân sự của đối phương theo thời gian thực phó chủ tịch quân ủy trung ương triều tiên nhấn mạnh chúng tôi sẽ xem xét toàn diện các mối đe dọa hiện tại và tương lai đồng thời đưa vào thực hành kỹ lưỡng hơn những hoạt động nhằm tăng cường khả năng gian đe chiến tranh toàn diện bình nhưỡng xác nhận đã hoàn thành việc phát triển vệ tinh do thám quân sự đầu tiên và nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã phê chuẩn những bước chuẩn bị cuối cùng cho việc phóng vệ tinh này vào quỹ đạo. Hải quân Israel mới đây đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng không Sidom, được coi là phiên bản trang bị trên tàu khu trục của hệ thống vòm sắt nổi tiếng. Theo Defense Industry đưa tin, Hải quân Israel đã thử nghiệm đánh chặn thành công nhiều mục tiêu bằng hệ thống phòng không Sidom. Bộ Quốc phòng Israel cho biết. Cuộc thử nghiệm đã cho thấy sự tương thích của Sidom trong việc phối hợp với hệ thống phòng không đa tầng của nước này. Trong đoạn video được công bố, hệ thống Sidom được bố trí trên tàu khu trục lớp SA-A6 Magen của Hải quân Israel. Cuộc thử nghiệm bao gồm việc mô phỏng đánh chặn tất cả các nguy cơ đe dọa an ninh trên không như tên lửa thông thường, tên lửa hành trình và UAV. Ông Joa Galen, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết, hệ thống Sidom là một bước tiến đáng kể trong việc tăng cường năng lực phòng thủ biển của Israel trước các mối nguy hiểm tiềm tàng. Cuộc thử nghiệm Sidom cũng giúp nâng cao khả năng phối hợp giữa các hệ thống phòng không trên biển và trên bộ. Sidom sử dụng hệ thống ống phóng thẳng đứng với 10 tên lửa Tamir, có thể xoay vòng 360 độ và khai hỏa liên tiếp theo từng giây. Ngoài ra, hệ thống này có thể sử dụng trực tiếp radar giám sát của trục hạm mà không cần radar điều khiển hỏa lực chuyên dụng. Bộ Quốc phòng Israel cho biết, Sidom sẽ tạo thành một lớp phòng thủ bổ sung cho hệ thống phòng không đa tầng của nước này. Hiện tại, hệ thống phòng không của Israel được cấu thành từ 4 hệ thống khác nhau, bao gồm vòng sắt, Davis Link, Arrow 2 và Arrow 3. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, con trai cả của ông sẽ từ chức thư ký vì đã có những hành vi không phù hợp tại dinh thủ tướng vào năm ngoái. Cụ thể, theo Reuters, dẫn tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nêu rõ, con trai cả Sotaro Kishida, 32 tuổi, sẽ từ chức thư ký riêng của ông từ ngày 1 tháng 6. Người thay thế con trai ông Kishida là ông Takayoshi Yamamoto, người từng giữ vị trí này cho tới tháng 10 năm 2022. Quyết định của ông Kishida được đưa ra sau khi những bức ảnh tiệc tùng của người con trai 32 tuổi tại Dinh Thủ tướng được một tạp chí đăng tải vào tuần trước. Trong các bức ảnh được chụp vào tháng 12 năm ngoái, Ông Sotaro đã sử dụng chiếc bục mà cha mình thường dùng để dàn cảnh một cuộc họp báo giả. Hành vi này đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ phe đối lập và khiến dư luận trong nước xôn xao. Phát biểu trước báo giới, ông Kishida nói rằng đã cảnh báo nghiêm khắc con trai về hành vi này và ông phải chịu trách nhiệm vì đã bổ nhiệm con trai vào vị trí thư ký. Trong khi đó, Tránh văn phòng Nội các Matsuno Hirokazu cho biết, chính phủ Nhật Bản nhận thức được hành vi của con trai ông Kishida là thiếu phù hợp với vị trí đồng thời sẽ chấn chỉnh việc sử dụng và quản lý dinh thủ tướng để các sự cố tương tự không tái diễn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thực sự Quốc tế phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế Giới. Nhưng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và quý vị cũng đừng quên ấn like, subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.